Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ xin hướng dẫn cho các bạn cách tháo lắp main Canon LBB3050 nha. Thì ok, đây là cái video hướng dẫn tháo lắp cơ bản thôi nha các bạn. Thì nếu mà có video chuyên sâu á, ví dụ như video về hư sấy á, thì mình sẽ không có hướng dẫn các bạn cách tháo lắp nữa, mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tháo lắp sấy ra như thế nào để sửa sấy ha. Đó là một ví dụ cho những video lần sau. Thì ok, bây giờ các bạn sẽ tiến hành tháo lắp. Trước tiên thì các bạn phải tháo hộp bực ra để tránh nó đổ mực nha. Thì các bạn mở nắp nè, ở đây có cái khe nè, các bạn mở nắp ra. Rồi tiếp theo, ở đây nó có một cái ấy nè, cái lẫy nè, các bạn kéo lên ha. Thay vì những cái máy series LBB6000 thì nó nằm ở đây, nhưng mà đối với cái máy này thì nó nằm ở đây ha, các bạn kéo lên. Rồi đây, các bạn cầm hộp mực, các bạn kéo ra nha. Rồi các bạn kéo ra và các bạn bỏ hộp mực qua một bên. Thì ok, sau khi tháo hộp mực ra thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tháo ra như thế nào ha. Ok, tiếp theo thì các bạn tháo cho mình hai con ốc ở ngoài sổ đất ra nha, hai con, một con, hai con. Ok, sau khi tháo hai con ốc này ra thì tiếp tới các bạn phải tháo cái mặt nạ này ra trước ha. Rồi ok, để tháo cái mặt nạ thì các bạn phải gỡ cái này ra ha. Cái này là cái, ở đây nó có một cái khóa này, các bạn bóp vào ha, bóp vào. Rồi bóp vào nó ra ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ nạy ha, các bạn sẽ nạy như sau. Đây, ở đây nó có cái hình tam giác nè, các bạn nạy ha. Nạy ở đây, nạy hai bên, nạy đều ha, nạy đều, nạy ở đây nữa, các bạn nạy đều ra là sẽ lấy được cái này ra nha, mặt nạ ở phía trên ra. Thì sau khi các bạn nạy đều tay xung quanh đây thì bây giờ các bạn có thể dỡ lên rồi ha. Đó ha, lấy ra rất dễ dàng. Và lưu ý cái mặt nạ của cái máy này thì nó không có ốc gì cả, toàn là ngàm thôi. Vậy các bạn bỏ qua một bên ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tháo hai cái mặt nạ hai bên, bên trái bên phải ra nha. Thì cách tháo của mặt nạ bên trái bên phải nó cũng giống như Canon 29. Các bạn nạy từ sâu đít, nạy từ sâu đít, nạy từ từ ra ha. Ok, mình sẽ chỉ cho các bạn ha. Nè, ở đây nó có cái ngàm nè các bạn. À, có ngàm tam giác không? Các bạn nạy ra ha. Các bạn sẽ dùng vít các bạn nạy ra đó. Bạn nạy ra đó. Rồi các bạn nạy dưới này ra, dùng vít nè, các bạn nạy nè. Thấy không? Các bạn nạy ra. Ở dưới đây nó có cái hình tam giác nè các bạn. Các bạn để ý nè, trên các máy in nó đều có ký hiệu cái hình tam giác này, để cho là cái chỗ đó là chỗ có ngàm á, thì các bạn chỉ cần nạy ra được ha, các bạn nạy ra. Rồi tiếp tục ở trên đây cũng có một cái ngàm ở đây nè. Các bạn dùng vít các bạn nạy ra ha. Sau cái nạy ra thì các bạn dùng lực các bạn đẩy ra phía trước nha. Rồi các bạn lấy ra. Các bạn dùng cái chụp vít này nhọn nè, các bạn nạy ra ha, thì nó ra rất là dễ thôi. Thì nạy trúng ngàm thì nó ra thôi. Bây giờ các bạn giật ra đó thì nó ra thôi. Thì đối với mặt nạ bên kia cũng vậy, các bạn làm y như bên này ha. Do mình chỉ có một mình quay thôi, cho nên những cái nào mình chỉ cho các bạn nhớ ha, các bạn nắm vào nạy đúng khớp là nó ra thôi ha. Rồi bây giờ các bạn làm tiếp tục giống như bên mặt nạ bên đây. Thì sau khi các bạn nạy xong mặt nạ bên đây á, thì hiển nhiên là cái mặt nạ bên đây nó sẽ tự động nó rớt ra thôi ha. Đó là điều hiển nhiên thôi, không cần nói nhiều. Rồi, bây giờ nó cũng ra nè các bạn. Nó sẽ dính cái khớp nào. Rồi ok, bây giờ các bạn tiến hành cạy nha.
Ok, thì sau khi các bạn mở hết cái miếng nhựa ra thì các coi như là các bạn đã mở thành công của cái máy này ha. Về còn về phần chi sau á, thì sau này ví dụ như khi nào mà hư quả đào này á, cái bánh xe lấy giấy này á, thì mình sẽ làm cái clip để clip hướng dẫn để lấy cái bánh xe này ra sau nha các bạn. Ví dụ như hư cái khối sấy này á, thì mình sẽ làm cái clip hướng dẫn cho các bạn lấy cái khối sấy này ra như thế nào, hay là hư main for butter ha, và cách sửa chữa như thế nào, mình sẽ làm cái clip chi tiết sau, vì cái đây là chỉ có là video hướng dẫn cách tháo lắp thôi. Rồi ok, thì đối với cái máy này thì nó về việc cách tháo lắp cũng tương tự máy Canon 2009 ha. Còn việc tháo lắp cái máy 2009 thì mình đã có clip hướng dẫn rồi. Tháo mặt nạ này nó các bạn cũng dùng cái vít các bạn nạy gai ra là nó sẽ ra ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chú ý theo dõi cái video clip này. Thì về cơ bản thì cách tháo của cái máy này nó tương tự với máy 2009 ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chú ý và theo dõi video. Tạm biệt các bạn.